Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ ra quân tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Đến dự có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc và hơn 500 em đoàn viên, học sinh trên địa bàn thành phố. Chủ đề của tháng hành động đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó nhằm đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, vận động toàn xã hội tham gia thực hiện tốt hơn nữa các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em, giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.